Vâng, xin chào đón ra sân khấu thí sinh đầu tiên, bạn Nguyễn Huyền Trang. Huyền Trang đến từ chi đoàn 11A3. Huyền Trang cao 1m57, cân nặng 41kg. Sở thích của bạn là hát, chơi đàn, đọc sách và đi du lịch với bạn bè. Ước mơ sau này của bạn là sẽ trở thành một cô giáo mầm non. Thí sinh tiếp theo là bạn Dương Thị Thu Hằng, đến từ chi đoàn 12A7. Bạn cao 1m59, nặng 45kg. Sở thích của Hằng là nghe nhạc và nhảy múa. Bạn có năng khiếu múa đương đại. Ước mơ của Hằng sau này là sẽ trở thành một nhà quản lý khách sạn. Mục đích của bạn tham gia cuộc thi là để giao lưu học hỏi và thể hiện tài năng của mình. Bạn thí sinh tiếp theo là bạn Lê Thu Thủy. Thu Thủy đến từ chi đoàn 12A5. Bạn cao 1m62, cân nặng 46kg. Sở thích của Thu Thủy là múa hát, đi du lịch, khám phá và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Tiếp theo là bạn Nguyễn Hồng Ngát, đến từ chi đoàn 11A11. Bạn cao 1m59, nặng 49kg. Sở thích của bạn là hát và nhảy múa. Bạn thích những tiết mục mang âm hưởng dân gian và truyền thống. Mục đích của Hồng Ngát tham gia cuộc thi này là được giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng của bản thân. Thí sinh nhỏ tuổi nhất trong vòng chung kết hôm nay là bạn Nguyễn Thùy Giang. Thùy Giang đến từ chi đoàn 10A1. Năm nay bạn tròn 16 tuổi. Bạn cao 1m63, cân nặng 51kg. Bạn có sở thích xem phim, ca nhạc và nhảy múa. Mục đích tham gia cuộc thi là để giao lưu, học hỏi với bạn bè và các anh các chị. Và bước ra sân khấu cuối cùng là bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đến từ chi đoàn 11A1. Ánh cao 1m56, nặng 45kg. Sở thích của bạn là nghe nhạc và đi chơi với bạn bè. Năng khiếu của bạn là nhảy và múa. Ước mơ của Ngọc Ánh sau này là sẽ trở thành một giáo viên dạy tiểu học. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho 6 bạn thí sinh, 6 cô gái, 6 bông hoa đẹp nhất của đêm hôm nay. Và tiếp theo, ngay trên sân khấu này, họ sẽ trình diễn phần thời trang với các trang phục tự chọn. Và hy vọng rằng thầy cô cũng như các bạn sẽ cổ vũ cho 6 thí sinh ở trên đây. Vâng, thí sinh đầu tiên trình diễn catwalk là bạn Nguyễn Huyền Trang. Trang là một cô gái cá tính, năng động. Đặc biệt bạn rất năng nổ tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Tính cách rất dễ gần, hòa đồng với bạn bè. Nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi là một thứ vũ khí giúp bạn chiếm trọn trái tim người đối diện mỗi lần gặp mặt. Triết lý sống của Trang là hãy sống là chính mình. Đến với cuộc thi chung kết hôm nay, Trang diện trên mình một bộ váy trắng tinh khôi. Sắc trắng đẹp đẽ ấy chính là biểu tượng của sự trong sáng, thuần khiết. Chiếc váy bồng bềnh nâng bước chân tự tin, khiến Trang như một nàng công chúa vậy. Là một cô gái nữ tính, nhưng không vì thế mà yếu đuối và cam chịu. Với bộ trang phục hôm nay, Trang muốn gửi gắm thông điệp: chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vậy tại sao chúng ta không vươn cao đôi cánh mạnh mẽ? Hãy như một chú thiên nga dũng cảm, không ngừng đấu tranh cho ước mơ, hạnh phúc của bản thân. Phần trình diễn thời trang tiếp theo là của bạn Dương Thị Thu Hằng. Hằng là một cô gái rất cá tính và hiện đại. Vì vậy, trong phần trình diễn thời trang này, bạn đã lựa chọn bộ đầm dạ hội lộng lẫy kiêu sa. Bộ đầm với màu trắng tinh khôi, thanh khiết, biểu trưng cho tuổi 18, trong sáng, tươi xinh như ánh trăng rằm của bạn. Bộ đầm bó sát cơ thể nhằm khoe những đường cong gợi cảm cho người mặc và rất phù hợp cho những buổi dự tiệc hay đến những nơi sang trọng. Hằng chia sẻ, bạn thấy rất tự tin, thấy đẹp hơn, kiêu sa hơn khi diện trang phục này. Chiếc váy khiến bạn thật sự tỏa sáng trong đêm hôm nay. Bạn cũng chia sẻ câu châm ngôn mà bạn yêu thích nhất, đó là thời trang không chỉ là thứ khiến cho người phụ nữ trở nên đẹp hơn, mà còn là thứ vũ khí để chiếm cảm tình với người đối diện. Không có những người phụ nữ xấu, mà chỉ có những người phụ nữ không biết cách làm đẹp mà thôi. Thí sinh tiếp theo là bạn Lê Thu Thủy, đến từ chi đoàn 12A5.
Thủy là một cô gái thân thiện, dễ mến, cởi mở, xu hướng sống rất cá tính và hiện đại. Tham dự vòng chung kết hôm nay, Thu Thủy đã chọn bộ áo dài cách tân rất độc đáo. Tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển, cũng là màu sắc của bầu trời khát vọng, tự do, màu của những ước mơ và hoài bão lớn mà một học sinh lớp 12 như bạn luôn muốn hướng đến. Và bạn chia sẻ rằng, những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi và đầy nhiệt huyết đam mê, được học dưới mái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ thực sự là khoảng thời gian mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Chiếc áo dài với hai tà và những họa tiết nổi bật phối với chiếc quần lụa làm tôn dáng mềm mại dịu dàng cho người mặc, bạn thấy rất tự tin với phần trình diễn này của mình. Phần trình diễn tiếp theo là bạn Nguyễn Hồng Ngát đến từ chi đoàn 11A11. Ngát là một cô gái dịu dàng và rất nữ tính. Tham dự vòng chung kết này, Hồng Ngát đã lựa chọn cho mình bộ áo dài với màu trắng kem thuần khiết, dịu dàng, màu của tuổi trẻ, của những khát vọng ước mơ. Chiếc áo dài được đính những hạt đá lấp lánh, vừa tôn sự nổi bật, cuốn hút cho người mặc, vừa mang lại sự tươi trẻ, sang trọng và quý phái. Hồng Ngát chia sẻ, nếu có nhiều dịp, nhiều cơ hội, bạn sẽ đều chọn bộ áo dài này, bởi khi diện chiếc áo dài này, bạn thấy mình thật tự tin, duyên dáng và đầy cuốn hút. Bạn cũng rất tâm đắc với một câu nói của một nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới rằng, cuộc sống quá ngắn ngủi nên ta cần phải đổi mới bản thân mình. Không thể diện những bộ trang phục nhàm chán trước mắt mọi người. Trang phục không phải là để tôn vinh bản thân mà còn là để tôn trọng người đối diện. Và tiếp theo là phần trình diễn của bạn Nguyễn Thùy Giang đến từ chi đoàn 10A1. Bạn chia sẻ, dù Việt Nam có hội nhập như thế nào thì người phụ nữ Việt Nam vẫn cần phải giữ được những nét đẹp vốn có. Và với thông điệp ấy, Thùy Giang đã chọn bộ áo dài truyền thống. Chiếc áo dài truyền thống thướt tha, mềm mại, mang dáng dấp thủy mị của người con gái. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, là một cô gái hiện đại, nên Giang đã chọn chiếc áo dài với tông màu trắng tinh khôi. Trên gam màu trắng giản đơn mà tao nhã ấy là những bông hoa sen hồng, là biểu tượng cho cái đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua bộ trang phục này, Giang muốn gửi gắm thông điệp với các bạn trẻ. Hãy sống hết mình vì những đam mê, khát vọng của bản thân. Trong một cuộc sống hiện đại và năng động, các bạn trẻ và các bạn nữ nói riêng vẫn phải giữ được những nét dịu dàng truyền thống vốn có. Bạn thí sinh tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đến từ chi đoàn 11A1. Mọi người nhận xét Ngọc Ánh là một cô gái vui tính, hài hước. Đến với hội thi này, bạn lựa chọn cho mình bộ áo dài cách tân với những nét tươi mới, trẻ trung. Với gam màu vàng nổi bật, dường như đã tôn thêm làn da trắng hồng của bạn. Nổi bật trên chiếc áo dài là những bông hoa đào và những chú bướm xinh xắn. Ngọc Ánh tựa như một cô công chúa mùa xuân, đằm thắm và kiêu sa. Ngọc Ánh chia sẻ rằng, dù xã hội có phát triển hiện đại đến đâu, thì những nét đẹp truyền thống vẫn cần được lưu giữ và trân trọng. Bạn cũng rất thích câu châm ngôn, dù bạn là ai, dù bạn ở nơi đâu, bạn hãy luôn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc và vẫn phải luôn giữ được phong cách của riêng mình. Vâng, xin chúc mừng phần thi trình diễn thời trang của 6 thí sinh trong vòng chung kết. Vâng, chúng ta cùng ngắm nhìn lại 6 gương mặt, 6 cô gái rất duyên dáng, tự tin và cá tính trong vòng chung kết ngày hôm nay. Và các em hãy tươi tỉnh lên, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng sẽ nhận được những điểm số rất cao từ phía các thầy cô trong ban giám khảo. Mời các em cùng lui vào trong cánh gà để chuẩn bị cho những phần thi tiếp theo. Trước khi đến với phần thi thứ hai, chúng ta sẽ đến với một tiết mục đơn ca của bạn Đào Quang Khải, cựu học sinh khóa 2009-2012 với ca khúc Đêm tuần tra cùng sóng gió. Xin mời thầy cô và các em cùng lắng nghe.
trăng soi mạn tàu, người chiến sĩ lướt trên biển khơi. Sóng vô mạn tàu như khúc hát yêu đời của anh. Đêm nay ra khơi tuần tra, ánh trăng rát vang biển cả, để lòng anh phơi phới bật lên thành khúc ca. Gió hát cùng anh lời đất nước nơi đâu ngọn sóng. Cánh chim hải âu đang trao cánh múa vươn cùng anh. Đêm nay ra khơi tuần tra, có gió hát lời của biển, lời quê hương, lời đất nước, lời của trái tim. Vượt sóng gió trùng khơi, lênh đênh trên biển cả, tàu anh đi bảo vệ biển trời quê. Sóng cứ xô xôn xao mạn tàu, để trắng nghiêng soi bóng người chiến sĩ đẹp sao. Gió cứ hát hát lời quê hương, cùng anh đêm nay lướt sóng tuần tra trên biển. Trăng soi mạn tàu, người chiến sĩ lứa trên biển khơi. Sóng vô mạn tàu như khúc hát yêu đời của anh. Đêm nay ra khơi tuần tra, ánh trăng rát vang biển cả, để lòng anh phơi phới bật lên thành khúc ca. Gió hát cùng anh lời đất nước nơi đâu ngọn sóng. Cánh chim hải âu đang trao cánh múa vươn cùng anh. Đêm nay ra khơi tuần tra, có gió hát lời của biển, lời quê hương, lời đất nước, lời của trái tim. Vượt sóng gió trùng khơi, lênh đênh trên biển cả, tàu anh đi bảo vệ biển trời quê hương. Sóng cứ xô xôn xao mạn tàu, để trắng nghiêng soi bóng người chiến sĩ đẹp sao. Gió cứ hát hát lời quê hương, cùng anh đêm nay lướt sóng tuần tra trên biển. Đêm tuần tra cùng sóng gió, tuần tra đêm sao. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, là phần thi tài năng của các thí sinh. Ở phần thi này, các bạn thí sinh của chúng ta sẽ được lựa chọn một lĩnh vực mà mình yêu thích nhất hoặc am hiểu nhất, để làm sao thể hiện được tài năng, năng khiếu của mình.
Và trong thời lượng là 7 phút, các thí sinh sẽ lần lượt trình bày phần thi của bản thân. Theo thứ tự bốc thăm, lần lượt các tiết mục thi tài năng của các bạn trong vòng chung kết này như sau. Thí sinh thi đầu tiên là bạn Nguyễn Thùy Giang, chi đoàn 10A1. Thứ hai là bạn Nguyễn Hồng Át, chi đoàn 11A11. Thứ ba là bạn Nguyễn Huyền Trang, chi đoàn 11A3. Thứ tư là bạn Dương Thị Thu Hằng, chi đoàn 12A7. Thứ năm là bạn Lê Thu Thủy, chi đoàn 12A5. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chi đoàn 11A1. Và không để thầy cô và các bạn phải chờ lâu, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tài năng của bạn Nguyễn Thùy Giang đến từ chi đoàn 10A1 với tiết mục nhảy hiện đại Shape of You and We Don't Talk Anymore. Tiết mục của bạn sẽ có sự hỗ trợ của một bạn nam trong chi đoàn trong chi đoàn 10A1. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
gió rộn sao sát chưa đỉnh sườn non đã vẫy treo leo kia dòng sông thương nước chảy trong veo ý ha ơi ha ơi ha mẫu này cô đẹp quá duyên dáng sông thương nước chảy trong veo thuyền xuôi người ngược ý mây màu men nhìn cảnh vân rừng xiêm áo gót cho đợt măng sáng măng nước măng tre vạn tiên đồng mình gió về măng sang măng nước măng tre các bạn tiên đùng đình gió về dòng sơn tràn tiếng cô hay măng trúng măng giàng a chiều quang sáng tỏ lưng trời một màu xuân sớm tốt tươi rơm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa một màu xuân sáng tốt tươi rơm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ngàn xanh lắm quả nhiều hoa bộ đội dạo khốn vào ra sớm chiều chiếc bụi mây nặng treo lưng lầm lũi canh bóng
ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò. Biệt một con tôm, đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Coi coi hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế, đêm nay cũng thế cò ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi à cò ơi, thôi về cò ơi. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sáng đầu mùa giục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ở đâu vượt gió, xài rộng cánh bay, bay về phía mặt trời. Bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm, đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sáng đầu mùa giục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ở đâu vượt gió, xài rộng cánh bay, bay về phía mặt trời. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò
Vâng, chúc mừng phần thi vừa rồi của bạn Ngọc Ánh. Vâng ạ, và với tiết mục vừa rồi của bạn Ngọc Ánh cũng là tiết mục kết thúc phần thi tài năng của cả 6 thí sinh. À, xin hỏi cô Hồng Hạnh một chút, cô ấn tượng nhất với phần thi của bạn thí sinh nào ạ? Thầy toàn ra những câu hỏi rất là khó cho em thôi ạ. Và quả thực thì theo cảm nhận của em thì tất cả các thí sinh hôm nay đều rất là xinh đẹp, duyên dáng và vô cùng tài năng. Và em xin dành câu hỏi này cho một vị ban giám khảo ạ. Em mời thầy Bùi Việt Tùng được không ạ? Vâng ạ, vậy xin hỏi cô Hoa được không ạ? Vâng, cô ấn tượng nhất với phần thi của thí sinh nào ạ? Xin bộ phận chuyển mic, chuyển một cái mic xuống cho ban giám khảo. Vâng, tôi sẽ đi lui xuống để giao lưu với cả các thầy cô và trong ban giám khảo một chút. Cô ấn tượng nhất với thí sinh nào ạ? Tôi vừa tâm sự với hai giám khảo ngồi cạnh tôi rằng là xem bất cứ một phần thi nào của các em, từ trình diễn trang phục cho đến phần thi tài năng, tôi đều rất xúc động. Và tôi cảm thấy học sinh của trường mình thật là đáng yêu, bởi vì bạn nào cũng có những cái nét duyên dáng, vẫn có những cái tài năng mang một cái đặc sắc của bản thân mình. Và tôi ấn tượng với tất cả cái phần thi của các em từ đầu đến nay. Và tôi đang cảm thấy là rất là khó trong cái việc lựa chọn ra một bạn quán quân của cuộc thi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn. Cảm ơn cô Hoa rất là nhiều ạ. Vâng, cô Hoa cũng đã trả lời rất là đúng với cả cảm xúc của tôi ngay bây giờ. Bởi vì các bạn thí sinh ở trên này phải nói là quá tuyệt vời. Các bạn đã có những phần thi tài năng, phần thi trình diễn thời trang rất là xuất sắc. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ và chúc mừng cho 6 thí sinh của chúng ta hôm nay ạ. Và ngay tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng là phần thi ứng xử. Và xin mời 6 thí sinh của chúng ta cùng bước ra sân khấu để đến với phần thi ứng xử. Em lấy hộp đi. Trong phần thi này, các bạn thí sinh của chúng ta sẽ bốc thăm các vị ban giám khảo và các thầy cô giáo sẽ đọc câu hỏi cho các bạn thí sinh. Và các bạn thí sinh sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 3 phút. Xin mời 6 thí sinh của chúng ta cùng bước ra sân khấu ạ. Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ cho 6 thí sinh của chúng ta đến với một phần thi rất hồi hộp ạ. Vâng, và trên sân khấu chúng ta cùng được ngắm nhìn lại 6 thí sinh rất tài năng, rất duyên dáng, rất xinh đẹp. Các bạn thí sinh, các em có hồi hộp lắm không? Đại diện một bạn trả lời nhé, thí sinh nhỏ tuổi nhất, em có hồi hộp không? Dạ có ạ. Có hồi hộp đúng không? Đấy là cảm xúc chung của tất cả các em. Vậy thì hãy hít một hơi thật sâu vào. Vâng, nhớ hít một hơi thật sâu và sẽ thở ra từ từ. Chứ đừng có hít vào và không thở ra. Vâng ạ, và trên tay của cô giáo Hồng Hạnh đang cầm một hộp. Và trong đây sẽ là niềm vui và may mắn dành cho cả 6 bạn. Các em sẽ lần lượt bốc thăm, thầy cô giáo sẽ hỏi câu hỏi dành cho mình. Và theo thứ tự bốc thăm sẽ như sau. Thí sinh đầu tiên là bạn Thu Hằng, thí sinh thứ hai là bạn Thu Thủy, thí sinh thứ ba là bạn Huyền Trang, thí sinh thứ tư là bạn Hồng Ngát, thí sinh thứ năm là bạn Thủy Giang và bạn Ngọc Ánh sẽ là thí sinh cuối cùng. Vâng ạ, xin mời bạn Thu Hằng bước lên trên một hai bước. Một chiếc hộp may mắn và trong đây sẽ là tên của thầy cô giáo trong ban giám khảo sẽ hỏi bạn Thu Hằng. Vâng, thầy cô giáo sẽ hỏi em là ai ạ? Em đọc to. Cô Lê Thị Hoa. Vâng, xin mời cô giáo Lê Thị Hoa sẽ đưa ra câu hỏi cho bạn Nguyễn Dương Thị Thu Hằng, chi đoàn 12A7. Trước hết là cô xin chúc em sẽ hoàn thành tốt phần trả lời ứng xử của mình. Và sau đây cô sẽ đọc câu hỏi của bạn Thu Hằng. Có một nhà thơ đã viết: có ai bán cái dịu dàng, tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên. Em quan niệm thế nào về sự dịu dàng và nét duyên của người con gái? Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của từ phía ban giám khảo. Sau đây em xin phép được trình bày câu trả lời của mình. Có ai bán cái dịu dàng, tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên. Theo quan điểm của cá nhân em, sự dịu dàng, nét duyên là vẻ đẹp thiên phú, là vẻ đẹp thiên phú, độc quyền của người phụ nữ. Trước hết, nét duyên được biểu hiện trong mọi hành vi.
từ cách đi lại nhẹ nhàng, ăn nói hòa nhã, cách ăn mặc kín đáo, hay qua cách ứng xử tế nhị và lịch thiệp. Nét duyên được biểu hiện qua sự tươi vui, trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng vẫn giữ được sự e lệ, thẹn thùng. Quan niệm về sự dịu dàng, nét duyên không bất biến mà trải qua nhiều thời kỳ. Trước hết, trong xã hội xưa, nét dịu dàng của người con gái gắn liền với hình ảnh mái tóc đuôi gà, ăn nói mặn mà, có duyên, má lúm đồng tiền. Nét duyên được hiểu là sự yểu điệu thục nữ, mềm mại thướt tha, có phần mỏng manh yếu đuối. Nhưng có một thực tế, ngày nay khi ra đường, thậm chí là trong trường học, chúng ta bắt gặp không ít những hành vi chưa được đẹp của các bạn gái. Ăn mặc thì hầm hố, nói năng thô tục, cư xử thiếu lễ độ. Theo em, các bạn gái cần nhìn nhận lại. Sự dịu dàng, nét duyên là độc quyền, là món quà mà tạo hóa ban tặng dành riêng cho người phụ nữ. Nhưng có một điều chúng ta nên nhớ, không nên dịu dàng đến mức nhạt nhẽo, duyên dáng đến mức giả tạo, hay mỏng manh yếu đuối đến mức nhu nhược, hèn yếu để người khác thương hại hoặc bị lợi dụng. Và cuối cùng, em nghĩ rằng người con gái vẫn rất cần gìn giữ nét duyên dáng, nét dịu dàng, nữ tính. Cùng với đó cũng phải biết trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân để có một phong thái thanh lịch, tự tin, năng động. Bởi không một ai lại thích những cô nàng rỗng tuếch. Câu trả lời của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúc mừng phần thi vừa rồi của bạn Dương Thị Thu Hằng. Có một chút hồi hộp nhưng Thu Hằng đã có được phần trả lời rất thành công. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trả lời ứng xử của bạn Lê Thu Thủy đến từ lớp 12A5. Và Thu Thủy sẽ nhận từ phía cô giáo vị ban giám khảo của mình. Cô Lê Thị Oai ạ. À, vâng ạ, xin mời cô Lê Thị Oai sẽ đặt câu hỏi cho bạn Thu Thủy. Chào em. Câu hỏi của em sẽ là, cô muốn em trả lời câu hỏi. Em hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời học sinh em học ở trường phổ thông Nguyễn Văn Cử. Dạ vâng, em xin được cảm ơn câu hỏi từ cô. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Gần 3 năm học tập dưới mái trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, có biết bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có, nhưng để lại trong tim em, có lẽ đó chính là ngay lúc này, giây phút mà em được đứng tỏa sáng ở trên sân khấu. Thật sự thì bây giờ em cảm thấy rất là vinh dự và rất là hạnh phúc khi được vào vòng chung kết và được đứng ở trên sân khấu trang trọng như thế này. Ngày hôm nay thì em đã cảm thấy mình thật sự là cố gắng và đã cháy hết mình cùng với tất cả các bạn thí sinh khác ở đây. Em cũng xin được cảm ơn ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức ra cuộc thi học sinh thanh lịch đầy ý nghĩa như thế này. Chính nhờ phần thi này mà đã giúp em có thể giao lưu, học hỏi, tạo cho em thêm sự tự tin khi đứng trước đám đông. Và chính nhờ đó mà em có thể rút ra cho mình được bài học, được kinh nghiệm để có thể tiến gần đến với ước mơ trở thành diễn viên múa của em. Em xin hết. Vâng, chúc mừng bạn Thu Thủy và chúc ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần ứng xử của bạn Nguyễn Huyền Trang đến từ chi đoàn 11A3. Xin Huyền Trang sẽ nhận từ hộp. Vị ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em. Cô giáo đặt câu hỏi cho em, đó là cô Hoa. Vâng, xin mời cô Lê Thị Hoa. Trước hết, cô giáo cũng chúc em sẽ hoàn thành tốt
câu trả lời của mình. Câu hỏi của em như sau. Những người biết ứng xử thường thành công và hạnh phúc hơn những người khác. Đôi khi ứng xử đẹp chẳng có gì to tát, chỉ là một lời cảm ơn và xin lỗi. Em có suy nghĩ gì về vấn đề này? Vâng, lời đầu tiên cho phép Huyền Trang gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các quý thầy cô cùng toàn thể các thế hệ học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Vâng, em xin được cảm ơn câu hỏi từ phía ban giám khảo và sau đây em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Trước hết, với em, cảm ơn, xin lỗi là biểu hiện của văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp. Cảm ơn xin lỗi không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn mang lại niềm vui cho người muốn nói lời cảm ơn, xin lỗi. Văn hóa cảm ơn, xin lỗi còn giải tỏa, giúp con người giải tỏa những khúc mắc trong lòng, đem đến sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Với em, cảm ơn, xin lỗi là một câu chuyện rất là bình thường đối với con người Việt. Nhưng đối với em, đó lại là cách ứng xử văn minh, lịch sự. Cảm ơn, xin lỗi còn là một nét văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, theo sự quan sát của em, thì trong những năm gần đây, văn hóa cảm ơn, xin lỗi đang có chiều hướng đi xuống. Với một số người, cảm ơn, xin lỗi không còn chân thực nữa mà chỉ là những lời nói sáo rỗng, vô hồn. Vậy, nguyên nhân của những hiện tượng trên được bắt nguồn từ đâu? Theo em, điều đầu tiên phải kể đến đó là do sự lỏng lẻo trong chuẩn mực ứng xử của xã hội. Thứ hai là do lối sống hiện đại, sống nhanh, sống gấp khiến con người trở nên cứng nhắc. Thứ ba, đó là do gia đình, bạn bè không quan tâm, không dạy dỗ những con cái, không làm gương cho con cái. Nhưng theo em, nguyên nhân chính đó là do các bạn trẻ ngày nay không chịu học tập, ăn chơi đua đòi, nói năng thì thô tục. Đối với một số người, có lẽ cảm ơn, xin lỗi là một câu chuyện quá là vụn vặt. Nhưng với em, đó lại là ứng xử văn minh. Bản thân em trước đây thực sự cũng không để ý đến việc nói lời cảm ơn, xin lỗi. Nhưng gần đây, khi đã lớn, khi đã trưởng thành thì em đã nói nhiều hơn. Ngoài ra, em cũng đang không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện để đạt kết quả tốt. Em nghĩ đó cũng là một cách để mình nói lời cảm ơn đến những người sinh thành, giáo dục em. Bởi vì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thay lời kết, em xin được phép kể một câu chuyện. Nhà lãnh đạo người Ấn Độ Mahatma Gandhi, sau khi ăn trưa tại một quán bình dân, khi trả tiền, ông đã nói lời cảm ơn tới người phục vụ. Câu nói ấy đã khiến người phục vụ cảm động và nói rằng, trong 20 năm đi làm thì đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời cảm ơn. Vâng, đó cũng chính là sức mạnh của văn hóa cảm ơn, xin lỗi. Câu trả lời của em xin hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Vâng, chúc mừng phần thi của bạn Huyền Trang, một phần trả lời rất tự tin. Nhưng các thí sinh chú ý, chúng ta sẽ chỉ có tối đa là 3 phút cho phần trả lời ứng xử của mình. Và tiếp ngay sau đây sẽ là phần thi của bạn Nguyễn Hồng Ngát, chi đoàn 11A11. Và người sẽ đặt ra câu hỏi cho em đó chính là thầy Bùi Việt Tùng ạ. Vâng, xin mời câu hỏi từ phía thầy Bùi Việt Tùng ạ. Trước tiên thầy có lời chúc các em đã hoàn thành cái phần thi của mình. Và sau đây là câu hỏi của thầy dành cho bạn Ngát lớp 10 1A1. Có một số thực tế là nhiều bạn bè trẻ hiện nay dành ít thời gian cho việc đọc sách. Là một người trẻ, em thấy cần phải làm gì để khuyến khích các bạn thanh niên tham gia đọc sách? Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi mà thầy vừa đưa ra. Đối với em đây là một câu hỏi rất hay và ý nghĩa. Và sau đây em xin trình bày câu trả lời của mình. Như ông cha ta đã có câu, dấu bạc vàng trăm lạng cũng không bằng kinh sử một vài pho. Câu ca dao ấy đã cho chúng ta thấy rằng sách rất quan trọng,
nó không những đem lại cho chúng ta nguồn tri thức dồi dào mà nó còn giúp chúng ta nâng cao được nhận thức của con người. Nhưng thực trạng hiện nay, giới trẻ lại ít tham gia vào việc đọc sách. Một phần là do công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các trang mạng xã hội xuất hiện khiến giới trẻ quá mải mê vào chúng. Chính vì vậy, em nghĩ chúng ta cần phải đưa ra một số các biện pháp để giúp giới trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách và từ đó sẽ tìm đến sách nhiều hơn thay vì quá tốn thời gian vào những việc vô nghĩa. Em nghĩ trong mỗi gia đình chúng ta cần nên khuyến khích mọi người trong gia đình đọc sách nhiều hơn để rèn luyện kỹ năng sống và hình thành nhân cách con người. Còn về phía nhà trường thì em nghĩ cần nên tổ chức các cuộc thi, các hoạt động bổ ích dành cho học sinh. Ví dụ như ở trường ta cũng đã hàng năm cũng đã có các cuộc thi giới thiệu sách thường niên giúp cho giới trẻ có thể nhận thức được sách có tầm quan trọng. Và trường ta cũng đã xây dựng ra một thư viện riêng. Và trường ta ở đây học sinh có thể tìm hiểu được những cuốn sách hay về đầy đủ các lĩnh vực và thể loại khác nhau. Quan trọng hơn, em nghĩ mỗi chúng ta cũng nên dành thời gian rảnh để dành cho việc đọc sách nhiều hơn. Và qua đây em cũng muốn gửi tới mọi người một thông điệp. Chúng ta hãy cùng nhau đọc sách vì sách chính là kho tàng tri thức quý báu. Nó giúp chúng ta mở ra một chân trời mới. Phần trả lời của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ạ. Vâng ạ, chúc mừng phần thi của bạn Hồng Ngát. Mà có đứng lên trên sân khấu kia chúng ta mới biết rằng là chúng ta ai cũng như vậy thôi, cũng sẽ có rất nhiều hồi hộp. Vâng, chúc mừng bạn Hồng Ngát. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn Nguyễn Thùy Giang, chi đoàn 10A1. Người sẽ đặt câu hỏi cho em là thầy Bùi Việt Tùng ạ. Vâng ạ, xin mời. Thầy xin chúc em mừng, em sẽ trả lời được câu hỏi của ban giám khảo. Và sau đây là câu hỏi của em. Trong sự phát triển bùng nổ của thời trang hiện nay, em có suy nghĩ gì về vị trí của trang phục áo dài? Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngay sau đây em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Đối với mỗi người dân Việt Nam, chiếc áo dài vẫn luôn được coi là một bộ lễ phục, là trang phục đẹp nhất để người phụ nữ Việt Nam có thể tôn lên cái nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của mình. Đó chính là cái nét đẹp riêng biệt của những người phụ nữ giàu đức hy sinh, của những người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, sự tiếp thu những phong cách mới lạ từ thế giới vẫn đang không ngừng phát triển. Nhưng không vì thế mà chiếc áo dài mất đi giá trị của chúng. Hình ảnh tà áo dài truyền thống vẫn gắn liền với tâm hồn và trái tim của mỗi người con đất Việt. Ngay chúng ta có thể thấy, trong các cuộc thi lớn nhỏ, các lễ hội hay trong những hội nghị trong và ngoài nước, người phụ nữ Việt Nam vẫn đằm thắm, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống. Hay ngay cả trên sân khấu này đây, tất cả chúng em, những thí sinh này cũng đã chọn bộ trang phục là áo dài vì chúng em nghĩ rằng chúng em thật sự đẹp, thật sự duyên dáng, thật sự Việt Nam khi khoác lên mình trang phục đó. Vâng, em xin kết thúc phần trả lời của mình tại đây. Chúc mừng phần thi vừa rồi của bạn Thùy Giang. Và thí sinh cuối cùng, mời bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Vâng, ban giám khảo đặt câu hỏi cho em là cô Lê Thị Hoa. Vâng, xin mời cô Hoa. Chúc em sẽ hoàn thành tốt phần thi cuối cùng của mình. Vâng ạ. Câu hỏi của em như sau. Trong cuộc sống, ai là người ảnh hưởng đến em nhiều nhất và vì sao?
Vâng, em rất cảm ơn câu hỏi đến từ phía ban giám khảo bởi vì nó rất hay đối với em ạ. Và sau đây em xin được trình bày phần trả lời của mình. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Mỗi khi nghe câu thơ này, em lại chợt nhớ tới người mẹ thân yêu của mình. Và đối với mỗi người ở đây thì mẹ là người có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Và đối với riêng em cũng vậy, mẹ chính là người ảnh hưởng đến em nhiều nhất. Bởi mẹ là người sinh em ra, chăm sóc, nuôi dưỡng em và là người gần gũi với em nhiều nhất. Mẹ dạy em rất nhiều điều, như là con gái thì phải biết tề gia nội trợ, biết tự làm đẹp, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Và từ đó em học được ở mẹ sự dịu dàng, khéo léo, duyên dáng, đức hy sinh, chịu khó. Và trên tất cả, em tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời như thế. Em thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn vì sự hy sinh lớn lao của mẹ. Và rồi, từ đó em chợt nhận ra rằng vũ trụ này có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất, lớn lao nhất chính là trái tim người mẹ. Phần trả lời của em đến đây là hết ạ. Vâng ạ, chúc mừng phần thi vừa rồi của cả 6 thí sinh. Quả là các thí sinh của chúng ta không chỉ xinh xắn, duyên dáng mà còn rất tài năng. Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ cho cả 6 thí sinh của chúng tôi hôm nay ạ. Đêm rơi xuống nơi đây cùng với bao đam mê khát khao. Từ sâu trong trái tim tôi, một tiếng hát vang lên như xuyên sao. Hôm nay tôi sẽ vứt hết muộn phiền và bao nỗi buồn. Chẳng còn lưu luyến những phút mệt nhoài và cay đắng. Từng âm thanh vang lên bằng cánh tay dâng cao, từng tiếng hát lấp lánh tràn hòa muôn ai sao. Và không gian khát khao ngập tràn một tình yêu, một ước mơ. Tonight we get high, tonight a good night. Make me alright, make me alright. Tonight we get high, tonight a good night. Make me alright, make me alright. Tonight we get high, high, high. Các bạn xin chào tất cả các bạn, các bạn cánh tay cao mình lên ạ, cổ vũ nè. Hey, quân nhiệt lên ạ. Tonight we get high. Yeah. Tonight we get high. Đêm rơi xuống nơi đây cùng với bao đam mê khát khao. Sâu trong trái tim tôi, một tiếng hát vang lên như xuyên sao. Hôm nay tôi sẽ vứt hết muộn phiền và bao nỗi buồn. Chẳng còn lưu luyến những phút mệt nhoài và cay đắng. Từng âm thanh vang lên bằng cánh tay dâng cao, từng tiếng hát lấp lánh tràn hòa muôn ánh sao. Và không gian ngập tràn một tình yêu, một ước mơ. Tonight we get high, tonight a good night. Make me alright, make me alright. Tonight we get high, tonight a good night. Make me alright, make me alright. Tonight we get high, high, high.
từng âm thanh vang lên bao cánh tay dồn vào từng tiếng hát lớp lại tràn hòa muôn ánh sao và không gian nơi đây nơi khát khao ngập tràn một tình yêu một ước mơ tonight we get high tonight a good night make me alive make me alive tonight we get high tonight a good night make me alive make me alive tonight we get high. Xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể quý vị và ngay sau đây để nối tiếp chương trình, cho phép Nguyên Hưng và Xuân Linh xin được gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, ca khúc được mang tên Đất nước tình yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kể thù nào làm con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam, đất nước tình che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, ôm cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kể thù nào làm con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, ôm cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang chờ. Cùng nhiều ước mơ cuộc
sống mãi mãi đang chờ. Vâng, rất cảm ơn những tiết mục rất đặc sắc của các ca sĩ. Xin được cảm ơn ca sĩ Thùy Linh, ca sĩ Nguyễn Hưng và ca sĩ Xuân Linh đến từ Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam. Và thay cho lời cảm ơn, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Minh Phi, hiệu trưởng nhà trường, lên cầu bó hoa để cảm ơn các ca sĩ. Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn thầy giáo Nguyễn Minh Phi rất nhiều. Sau một thời gian chờ đợi thì trên tay chúng tôi đã có kết quả. Cuộc thi trung khảo hội thi 18 tài năng thanh lịch trường Trung học phổ thông Nguyễn Cừ năm 2017. Và ai sẽ là người đăng quang trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Và tôi xin nhường phần công bố này cho thầy Định ạ. Vâng, tôi được biết rằng là những phần khó nhất thì cô luôn đẩy cho tôi.
Vâng, là tôi cũng rất hồi hộp. Không biết rằng là bạn thí sinh nào sẽ may mắn giành được giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời ra sân khấu cả 6 bạn thí sinh. 6 bạn thí sinh, 6 cô gái đều rất tài năng, duyên dáng. Để đến với cuộc thi ngày hôm nay thì cả 6 bạn thí sinh của chúng ta đã phải trải qua thời gian tập luyện miệt mài, chăm chỉ. Và thực sự buổi tối hôm nay trên sân khấu này, 6 cô gái, 6 bông hoa đã thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên trong một cuộc thi thì luôn luôn có những người may mắn và có những người may mắn hơn một chút. Và không biết rằng thí sinh nào sẽ may mắn hơn một chút trong 6 cô gái này đây. Và quả là các thí sinh rất hồi hộp. Và tôi xin được đọc kết quả từ phía ban giám khảo. Giải nhất sẽ là bạn gái xinh đẹp nào ạ? Vâng, tôi xin đọc giải 3 trước ạ. Giải 3 đầu tiên, bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chi đoàn 11A1. Giải 3 thứ hai, bạn Nguyễn Hồng Ngát, chi đoàn 11A11. Và giải 3 thứ ba, bạn Dương Thị Thu Hằng, chi đoàn 12A7. Vậy là sẽ có 3 cô gái sẽ được giải nhất và giải nhì. Mời bạn Giang, bạn Trang, bạn Thủy, 3 bạn bước lên một bước ạ. Bạn Giang, bạn Trang, bạn Thủy, vâng. Trong 3 cô gái này sẽ có 1 giải nhất và 2 giải nhì. Tôi xin được đọc giải nhì đầu tiên. Giải nhì đầu tiên đó là bạn Lê Thu Thủy, lớp 12A5. Và giải nhì thứ hai, giữa bạn Giang và bạn Trang, ai sẽ là người giải nhất đây? Vâng ạ. Giải nhì thứ hai, bạn Nguyễn Huyền Trang, chi đoàn 11A3. Và tất nhiên rồi, người đạt giải nhất đó là bạn Nguyễn Thùy Giang, chi đoàn 10A1. Vâng, vinh quang, may mắn, niềm vui đã đến với bạn Nguyễn Thùy Giang. Xin mời Thùy Giang bước lên trên một bước. Và thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu mời thầy Diệp, bí thư đoàn trường, sẽ lên trao phần giải nhất dành cho bạn Thùy Giang. Và tôi cũng sẽ đọc thêm các giải phụ mà ban tổ chức đã trao. Trang phục đẹp nhất dành cho bạn Trang, lớp 11A3. Tiết mục tài năng độc đáo nhất dành cho bạn Ngát, chi đoàn 11A11. Phần trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất dành cho bạn Ánh, chi đoàn 11A1. Và một lần nữa xin chúc mừng bạn Thùy Giang đã đăng quang 18 tài năng thanh lịch năm 2017, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Và xin các bạn sẽ nhận từ phía tay thầy Diệp những vòng hoa xinh xắn. Chúc mừng cho sự may mắn, sự tỏa sáng trong đêm chung kết ngày hôm nay của 6 bạn thí sinh. Thật lớn để chúc mừng cho 6 cô gái tài năng xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và tất cả những giải phụ khác chúng tôi sẽ trao cho tất cả các bạn thí sinh vào sáng thứ hai tuần tới. Một lần nữa rất là cảm ơn tất cả các bạn thí sinh. Rồi, vâng, rất cảm ơn thầy Diệp và cảm ơn các em. Mời các em lùi lại sau cánh gà để chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của đêm ngày hôm nay.
Vâng ạ, trước khi đến với phần giao lưu với cựu học sinh nhà trường, xin mời lên sân khấu ca sĩ Khả Quân. Vâng, hôm nay rất là vui mừng khi được lời mời của thầy Phi về đây để giao lưu gặp gỡ với tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là hào hức, và thật sự thì năm trước về đây được nhận rất là nhiều tình cảm từ các bạn học sinh và các thầy cô giáo. Và trong buổi tối ngày hôm nay không có gì hơn, sẽ có những ca khúc sôi động nhất gửi tặng cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Và sẽ là một ca khúc đầu tiên, ca khúc mang tên Vì Một Người và Để Em Rời Xa. Xin vui cùng lắng nghe. What's up, yo? Nguyễn Văn Cư ơi, có thể cho cả con thầy những cánh tay của mình được không ạ? Quá sung luôn. One, two, three, let's go! Say yeah! Say yeah! Quá dữ luôn! Vì sao em nỡ nói với anh một câu mà chúng ta không gặp? Vì sao em cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ? Vì sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mai anh phải quên? Hát chung nhá! Để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi, vì em đã chọn về mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay, anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Vâng, có thể tạm hứng cho anh em một cháu nó thật lớn được không ạ? Wow, quá thân thiện rồi Quyền luôn, cảm ơn rất nhiều. Những người tay của Vi đâu ạ? Đâu ạ? Chuẩn bị nhá. Say yeah. Vì sao em nỡ nói với anh một câu? Có ai muốn lên sân khấu anh nhảy không ạ? Vì sao em nỡ đánh thức một con tim đang mộng mơ? Sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mãi anh phải quên? Anh yêu anh đi! Còn chờ anh mãi những giây phút anh nhìn em, có khi hay ngồi cười và vui mình ai. Thật lòng yêu em mà anh chưa từng dám nói. Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau, rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau. Dẫu biết rằng tình ta sẽ không như mong anh mơ. Anh yêu em một mình nhé em cứ đi đi, đầm nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi, vì anh đã chọn về mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay, anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Xin mời Nguyễn học sinh Nguyễn Văn Cư và thầy Phi lên đây. Một mình chẳng thể nào quên đi được một người. Một lần nữa xin cảm ơn Nguyễn Văn Cử thân yêu.
Yeah. Vâng ạ. Để ai có điện thoại có thể bật hết flash lên được không ạ? Yeah. Woo. Oh, oh, oh. Yeah. Nhưng cái tay của quý vị đâu quý vị ơi? Yeah. Chuẩn bị nhá. Put your hands up, put your hands up. Oh. Sao không cho nhau thật lòng em ơi, khi ta còn ở bên nhau. Mà chỉ khi anh mất em rồi thì em mới nói yêu anh. Yeah. Sao không cho nhau thật lòng hơn đi, hơn người mình từng yêu chưa. Mà tại sao khoảng cách cho anh và em giờ quá xa. Cầm bàn tay của anh nhé em, nhưng không phải anh dẫn em quay về, mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang ở lối trước mặt em mà. Và anh sẽ nhìn vào. Yeah. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lơ làng dù rằng đời chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn để ai để em. Alo. Tôi quên rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. À chung luôn ạ. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chỉ được phần lòng mình kẻ chắc tới. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngả luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi, riêng kiếp luôn sợ rằng để suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình yêu. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp riêng nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn thêm bao lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Chung cho vui được không ạ? À chung nhá. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lơ làng dù rằng đời chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Cô đơn chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở mong tình yêu tôi không sai trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi được phần lòng mình kẻ chắc tới. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngả luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi, riêng kiếp luôn dở dang. Đến suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình yêu. Qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp xinh nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn thêm bao lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Trời cho tôi cô đơn thêm bao lần nữa.
trách đời hay dần đời mau đổi thay.
là má, anh là má, yeah, anh là má, yeah, má, 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 má. Yeah. Anh không phải má tây, cũng chẳng phải má tàu, má tàu anh giống quả bí ha, trông rất ngầu, mặt tuy hơi ngầu, cộng thêm mấy vết khâu, nhưng anh là má đẹp trai nhất mà em chờ đợi bấy lâu. Chân thì cả nhắc, nghe nhắc nhắc, nhắc. Chân thì cả nhắc. Nhắc, nhắc, nhắc. Là một con zombie đẹp trai và dễ thương. Sao phải chạy nhanh vậy hả mấy cô nương? Tôi yêu Việt Nam, trong tim tôi chẳng thể nào phai, chẳng thể nào phôi. Bao nhiêu ngàn năm vẫn không thay đổi truyền thống dựng xây và giữ nước, chẳng bao giờ thua kẻ thù bán nước và cướp nước. Vị vua đầu tiên của Việt Nam ta là vua Hùng Vương, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh sâu. Sau hơn ngàn năm bác thuộc dựng xây đất nước, người anh đã phải ngã xuống. Việt Nam ta ơi, dù cho đất này lên sỏi đá, dù cho ra sao, dù cho thế nào, hãy thắp sáng lấy tình người trong giá lạnh. Cuộc sống mong manh người người đã trao cho chiến tranh. Lá lanh đùm lá rách, mảnh đất mà ta đang sống được đánh đổi bằng xương máu của cha, giấc ngủ trong hòa bình được đánh đổi bằng những lời ru của người mẹ, đưa những đứa con từ ngày thơ bé đi bảo vệ tổ quốc. Đi lính chiến tranh vô nghĩa mang bao đau thương gieo rắc tội ác. Việt Nam bây giờ đã thay đổi nhiều nhưng truyền thống sẽ mãi không thay đổi, khi Việt Nam cần ra quyết xả thân bảo vệ tổ quốc. Xin được mời hai nghệ sĩ đứng lại trên sân khấu ạ. Đứng lại giao lưu một chút. Vâng, xin mời thầy giáo lên sân khấu giao lưu cùng với tất cả các quý vị khán giả. Vâng, có lẽ là chúng ta đã được biết đến những gương mặt rất nổi bật này rồi. Vâng, thầy giáo Nguyễn Minh Phi đang ôm cậu học trò cưng. Đó là bạn Ngọc Hải, chung kết Việt Nam Got Talent 2016. Và xin được giới thiệu, đây là thầy giáo Phạm Bá Chiến, giáo viên dạy thể dục. Và bạn học sinh ở giữa là bạn Hoàng Đức, bạn học sinh của sư đoàn 10A1. Và xin được hỏi một câu hỏi rất là nhanh dành cho bạn Ngọc Hải ạ. Bạn là học sinh của nhà trường khóa bao nhiêu nhỉ? Em xin chào thầy cô, chào tất cả các bạn học sinh trường Nguyễn Văn Cử ạ. Mình là học sinh khóa 2013-2015 ạ. Và mình là học sinh của cô Kim Tuyến ạ. Vậy là sau 2 năm ra trường, bây giờ được trở lại sân khấu này, được gặp lại các thầy, các cô và được chia vui cùng với tất cả các em học sinh. Cảm xúc của Ngọc Hải lúc này như thế nào? Cảm giác của em thực sự là rất là vui khi mà được trở lại trường. Thấy trường càng ngày càng đẹp lên và thật là vinh dự khi mà em được diễn quay lại trường một lần nữa. Và vinh dự hơn nữa là em đã được diễn cùng với người thầy giáo đã hỗ trợ với em rất nhiều trong cuộc thi chung kết Got Talent vừa rồi. Đây chính là thầy Phạm Bá Chiến. Và xin hỏi thầy Chiến một câu thôi ạ. Trong thời gian học tập cũng như là dạy dỗ bạn Ngọc Hải để tham gia dự cuộc thi chung kết Việt Nam Got Talent, thì thầy có gặp phải những khó khăn hay thuận lợi gì giúp đỡ em Ngọc Hải trong quá trình thi chung kết Việt Nam Got Talent?
Đầu tiên em xin chào tất cả thầy cô và chào tất cả học sinh của trường Nguyễn Văn Cừ. Về thuận lợi để trợ giúp cho Ngọc Hải về phần thi Việt Nam Got Talent thì có những thuận lợi là tôi dạy Hải là từ hồi lớp 6, cho nên là thầy trò cũng rất là hiểu nhau. Và Hải cũng thường xuyên qua nhà em chơi đấy. Thì hai thầy trò rất hiểu nhau về vấn đề làm nhạc các thứ. Cho nên là trợ giúp nhiều khi hai thầy trò ngồi với nhau làm nó cũng dễ. Còn về khó khăn thì đợt Hải đi thi thì Hải ở tận trong miền Nam, Hải lại phải bay ra bay vào để làm nhạc rồi tập luyện ở trường. Thì đấy cũng cái là khó khăn và rất vất vả cho Hải. Vâng, qua đây thì chúng tôi cũng thấy được rằng là để có được những sáng tạo nghệ thuật thì sự giúp đỡ của các thầy cô giáo với các em học sinh và đặc biệt là tình yêu đam mê nghệ thuật, nó sẽ là chất xúc tác rất tốt để cho các người nghệ sĩ cũng như là các em học sinh có thể tỏa sáng như bạn Ngọc Hải ngày hôm nay. Và một câu hỏi cuối cùng dành cho một bạn thí sinh vừa rồi cũng đã giúp đỡ bạn Thùy Giang đăng quang Hoa Khôi vừa rồi đúng không ạ? Và được biết rằng là Hoàng Đức cũng là một bạn học sinh của chi đoàn 10A1. Hoàng Đức cũng là một bạn học sinh mà có rất nhiều tài năng. Vậy hỏi luôn Hoàng Đức, năm sau có Việt Nam Got Talent, Hoàng Đức có đi thi không ạ? Em ơi thầy ạ, em nghĩ là có. Nhưng mà ở lớp 10 này thì em nghĩ là em cũng chỉ nhà trường nên tổ chức một cuộc thi như thế để bọn em được cọ sát giao lưu ạ. Cảm ơn Hoàng Đức rất là nhiều. Hoàng Đức muốn nói rằng là nếu mà nhà trường chúng ta, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ năm sau mà tổ chức Got Talent ở trong phạm vi nhà trường thì Hoàng Đức sẽ tham gia. Và tất nhiên rồi, rất nhiều các bạn học sinh sẽ tham gia đúng không ạ? Vâng, và tôi tin chắc rằng để có một Nguyễn Thu Thủy lọt vào top 4 Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên, hay một hot girl ngàn cân Ngô Thủy Tiên, hay là một Ngọc Hải chung kết Việt Nam Got Talent năm 2016, hay tới đây có thể là Ngọc Đức, xin lỗi Hoàng Đức hay là các bạn thí sinh nào khác, thì thầy Diệp ạ, vâng, thầy Diệp bí thư đoàn trường có thể là sẽ tổ chức nhiều sân khấu, nhiều game show trong phạm vi nhà trường để cho tất cả các bạn thí sinh, các bạn học sinh có thể có nhiều cơ hội được cọ sát và giao lưu. Và hy vọng rằng một ngày mai không xa, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chúng ta sẽ còn tỏa sáng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn các thầy cô và các em.
hattım Aşkı balında Aşkı digaliyom Tiếp theo trên sân khấu xin được chào đón partner Duy Khánh bán kết 6 Việt Nam Got Talent. Thank you.
man's grills. James moving nicotine, say fuck a best meal. We got that white girl, so we make those grill checks. Fuck a white girl, talk ill neck, karate chop a grill, bitch I kill. Born from the center of a storm, all the boys laughing gums about how they're hard, bitch I'm harder. Martyr to the swag on the corner, beating girl up with the drums as the bass makes that bitch cold. We'll be right back.
that shit. Vâng ạ, và xin trở lại sân khấu các nghệ sĩ. Xin mời bạn Duy Khánh Patender, xin mời bạn Ngọc Hải chung kết Việt Nam Got Talent, và đây là 6 chàng trai của nhóm Thời Đại. Xin kính mời thầy giáo Nguyễn Minh Phi, hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên có bó hoa thay cho tình cảm của nhà trường tặng các nghệ sĩ. Và hy vọng rằng trong một thời gian không xa, trường Trung học phổ thông Nguyễn Cử chúng tôi sẽ lại được đón tiếp những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của tất cả các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thật nhiều thăng hoa trong nghệ thuật. Xin chào tất cả mọi người ạ. Cho phép em câu giờ một lúc trước khi đến chương trình đốt lửa trại, và em có một chương trình giao lưu với cả khán giả. Em xin phép thầy ạ, xin phép cô ạ. Mình có thể mời một bạn lên đây được không ạ? Mình xin nói trước là mình sẽ bẻ bạn đó. Em thấy thầy hiệu trưởng. Em mời thầy lên đây ạ. Sau đây thì mình sẽ bẻ tay của thầy. Mọi người có tin không ạ? Thầy có tin con không thầy? Thầy tin. Đấy chưa? Thầy tin. Nhưng mọi người có tin thật không? Thế nếu như mà mình bẻ được thì sao? Sao lại bẻ được thì thôi? Hả? Bẻ tay trái á? Thôi tay nào chẳng như nhau. Em xin phép thầy. Nghiêm. Thầy cúi xuống một tí ạ. Cúi giữ nguyên ạ. Rồi ạ. Bạn nào có thể lên đây cầm mic của mình không nhỉ? Em đi. Sao lại cháu? Thôi đây rồi. Rồi. Thầy cứ nhìn lên ạ. Ừ, ok. Rồi. Ngày xưa thầy
Thầy chưa phạt mày một lần nhá. Thầy có nói là ngày xưa thầy chưa phạt mày lần nào đâu nhớ. Người ta mới bẻ nhẹ mà hét to thế. Đã gãy đâu? Hỏi nhỏ nhá. Muốn gãy không? Thôi. Bẻ tiếp nhá. Anh Sơn ơi. Mình bẻ tiếp nhá. Xin lỗi mọi người nhé, nhưng mà tại vì tay của thầy dẻo quá cho nên là mình không thể bẻ gãy được. Mọi người cho thầy hiệu trưởng một tràng pháo tay được không ạ? Lửa cháy cháy lên, ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng reo. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên, vang lừng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Cháy cháy lên, ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng reo. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên, vang lưng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Cháy cháy lên, ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng reo. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên, vang lừng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng reo. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên, vang lừng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta.